18 có thể là bản cập nhật lớn nhất trong năm nay dành cho iPhone. Biết tin gì chưa anh em? Apple sắp tới sẽ cho ra mắt một bản cập nhật được đồn đại sẽ là một trong những bản cập nhật lớn nhất trong lịch sử iPhone. Đó không gì khác chính là phiên bản iOS 18. Video ngày hôm nay hãy cùng tách quan điểm qua 4 tính năng hay ho để có thể có ở phiên bản này nhé. Tính năng đầu tiên được đánh giá là một trong những cải tiến vô cùng quan trọng trên iPhone, đương nhiên rồi, chính là AI. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ AI, từ các đối thủ thì Apple làm sao mà chịu thua được. Nhà táo đang được cho là lên kế hoạch sử dụng AI phục vụ cho nhiều app trong iOS 18. Ví dụ trong Apple Music, Apple có thể cung cấp danh sách phát Apple Music được tạo tự động và các ứng dụng như Page và Keynote có thể cung cấp tính năng viết và tạo slide. Và tất nhiên, những thứ này đều được hỗ trợ bởi AI. Và tôi nghĩ sẽ còn nhiều hơn thế nữa khi mà từ năm 2023, Apple đã cho xây dựng các máy chủ AI và nó đang được phát triển tận bây giờ. Dự kiến là Apple sẵn sàng triển khai chức năng AI tổng quát vào cuối năm nay, hoàn toàn trùng khớp với thời gian ra mắt của iOS 18 vào tháng 9. Và theo như một spoil nhẹ nhẹ của Greg Jodwee trên Twitter về sự kiện WWDC năm nay, và nó sẽ cực kỳ đáng kinh ngạc, absolutely incredible. Ông ta in hoa chữ A và I thì các bạn hiểu như nào rồi đó. Quá là đáng mong chờ đúng không anh em? Ngoài việc cải tiến về AI thì Apple cũng không bỏ quên đứa con lâu đời của mình là Siri. Nhiều tin đồn cho thấy rằng Siri sẽ được cải tiến với các chức năng AI. Tôi thấy là nhà táo đang tham vọng muốn biến Siri trở thành một con trợ lý ảo số 1 mà không đối thủ nào có thể so được. Theo như tôi hóng được thì bên Apple đang thảo luận với Google về việc tích hợp công cụ Gemini AI vào iPhone. Cụ thể là Apple muốn cấp phép cho mô hình ngôn ngữ lớn của Google là LLM vào bản cập nhật mới, có thể là iOS 18. Và nếu như hai bên đàm phán thành công và Siri được tích hợp mô hình ngôn ngữ này thì phải nói là quá đỉnh luôn. Thử tưởng tượng con Siri của anh em mà có khả năng trò chuyện tự nhiên, cải thiện tốt hơn khả năng cá nhân hóa người dùng mà lại có thể giữ lại thông tin hội thoại từ thiết bị này sang thiết bị khác. Phải nói là quá tốt, không có gì phải bàn cãi. Làm được thì làm ngay và luôn đi ạ. Bên Mark Gurman của Bloomberg còn đưa ra thông tin là Apple sẽ cải thiện tương tác giữa Siri và ứng dụng tin nhắn, còn Siri sẽ tự động hoàn thành câu tốt hơn và trả lời được các câu hỏi phức tạp, sẽ không còn những câu từ nhầm nhọt hay giữa câu trả lời vô tri nữa anh em nhé. Đặc biệt là nó còn thực hiện được câu lệnh kép, ví dụ là mình có thể kêu nó vừa bật đèn bếp vừa chụp ảnh và gửi ảnh chỉ bằng một câu lệnh duy nhất. Và giờ thì tôi hiểu tại sao iOS 18 được coi là bản cập nhật lớn nhất trong lịch sử iPhone rồi đó. Mới có tin đồn thôi mà đã gây chấn động như này rồi. Vì đã nhắc tới ứng dụng tin nhắn nên mình sẽ đề cập luôn đến tính năng có liên quan đến app này. Vào năm 2023, Apple đã xác nhận rằng họ sẽ đưa RCS vào iPhone thay thế cho SMS, MMS và iOS 18 chính là ứng cử viên có nhiều khả năng sẽ có tính năng này. RCS đơn thuần là một tính năng giúp cải thiện trải nghiệm nhắn tin giữa iPhone với Android được tốt hơn. Có nó thì anh em có thể gửi ảnh, video chất lượng cao, tệp có kích thước lớn và đặc biệt có thể gửi tin nhắn qua mạng di động hoặc Wi-Fi, điều mà SMS không thể làm được. Apple sẽ cho phép người dùng có thể tự do sắp xếp các biểu tượng, ứng dụng ở bất cứ hàng nào, cột nào hoặc muốn thì có thể chừa ra khoảng trống không gian rộng rãi trên màn hình cũng được. Tuy nhiên, vẫn có một mạng lưới vô hình bên dưới để các ứng dụng dù sắp xếp đi đâu vẫn có thể ngay hàng thẳng lối theo đúng mục đích tổ chức của nhà sản xuất. Tôi dám chắc rằng việc cải tiến màn hình chính lần này trong iOS 18 sẽ khiến anh em phải wow lên như cái cách mà Apple đã từng làm với màn hình khóa trong iOS 16. Trước khi kết thúc video thì mình nói một chút về khả năng tương thích của phiên bản này nhé. Vậy thì các dòng máy nào sẽ chạy được iOS 18 đây? iOS 18 dự kiến sẽ chạy được trên tất cả các iPhone mà có thể chạy được iOS 17, bao gồm iPhone XR, iPhone XS, iPhone SE 2 và các dòng mới hơn, cụ thể là tất cả các mẫu iPhone 16, 15, 14, 13, 12, 11, iPhone XS và XS Max, iPhone XR, iPhone SE thế hệ thứ 2 và thứ 3. Còn với iPad thì iPad OS 18 được đồn đoán là sẽ ngừng hỗ trợ cho iPad Pro 10.5 inch thế hệ đầu tiên và iPad Pro 12.9 inch thế hệ thứ hai. Cả hai đều sử dụng chip A10X Fusion. Bản cập nhật này khó chạy cho các mẫu iPad thế hệ thứ 6 và thế hệ thứ 7. Cụ thể nó sẽ tương thích với các iPad sau: iPad Pro 2018 trở lên, iPad Air 2019 trở lên, iPad Mini 2019 trở lên và iPad 2020 trở lên. Và đó là 4 tính năng nổi trội mà mình đã tổng hợp được từ tin đồn về siêu bản cập nhật này. Các bạn còn hóng được những cải tiến nào hoặc mong đợi sự thay đổi gì trong iOS 18 thì comment bên dưới cho Tech One và các anh em iFan khác cùng bàn luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.